hôm nay là ngày rằm, ngày 15 tháng 10 âm lịch, là ngày rằm lớn đó cả nhà. Mà mọi người ăn chay rất là nhiều, cho nên là hôm nay Hạnh sẽ chia sẻ một cái món bún gạo. Thường thì mình sẽ làm bún gạo xào, gọi là bún gạo xào chay đó cả nhà. Và Hạnh cũng đã có hai clip chia sẻ về cái món này rồi. Và ngày hôm nay thì Hạnh sẽ làm một cái món tương tự như thế, nhưng mà cái cách làm nó sẽ hơi khác một tí, là ở đây là Hạnh sẽ làm bún trộn. Bún trộn chay thì cái cách làm nó sẽ dễ hơn đối với những cái bạn mà ít có vào bếp đó. Các bạn sẽ không có bị lúng túng khi mà xào bún ở trên chảo, mà mình sợ bún nó dính chảo, nó gãy bún, hoặc là nó bị khét, hoặc là gia vị nó không có đều vào cái sợi bún á. Thì đối với cái món bún trộn chay này thì rất là dễ làm luôn, ai cũng có thể thành công hết trơn á. Và sẽ làm một cái dĩa bún, bún chỉ xào chay, bún trộn chay hấp dẫn như thế này nè, vừa có bún vừa có rau cải nè, thanh đạm ha, một ít cái phần đậu hũ chiên giòn cũng như là mì căng nè. Mình sẽ ăn chung với lại nước tương tỏi ớt, rất là hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Đó, thì bây giờ Hạnh mời cả nhà vào bếp cùng làm món chay và cùng ăn chay ngày hôm nay với Công Viên Miền Tây nha. Đây là những cái nguyên liệu mà để làm cái món bún gạo trộn chay của Hạnh ngày hôm nay. Thì ở đây thì Hạnh sẽ dùng hai gói bún gạo như thế này, một gói là 500g, hai gói là 1 kg đó cả nhà. Thì tùy theo gia đình mình thích ăn nhiều thì mình làm nhiều, còn mình thích ăn ít thì mình làm ít thôi nha cả nhà. Mình dùng bún gạo hiệu nào cũng được, hiệu nào mà gia đình mình thường ăn mà thấy ngon thì mình dùng nha. Ở đây thì Hạnh có ba cái cây mì căng chay, người ta bó như thế này nè, người ta bán sẵn như thế này thì mình mua về, lát nữa mình sẽ sắc ra. Và ở đây Hạnh có 5 miếng đậu hũ, đậu hũ thì mình có thể dùng đậu hũ trắng hay là đậu hũ chiên gì cũng được ạ. Cái phần rau cho cái món này thì hôm nay Hạnh có bắp cải và cà rốt, mình đều bào sợi ra như thế này hết. Cái phần rau cải đi kèm thì mình thích xào cái gì thì mình cho cái đó nha. Mình có thể dùng cải ngọt nè, cải thảo nè, cái thìa, cái gì cũng được, mình thích cái gì thì mình dùng cái đó. Ở đây thì Hạnh có dùng nước tương nè, tương ớt nè, gia vị đi kèm thì có đường, bột ngọt, muối, dầu ăn bình thường thôi. Và ở đây Hạnh có một ít tỏi băm. Thì gia đình Hạnh ăn chay kiểu gia đình đó cả nhà, ăn chay kiểu thông thường thì mình dùng tỏi không sao hết trơn á. Tỏi là thực vật. Chỉ có những người nào mà người ta đạo thôi, ví dụ người ta đi tu á, thì người ta mới không dùng tỏi cho cái món ăn chay thôi cả nhà. Còn như mình là người ăn chay bình thường á thì mình cứ dùng không sao hết. Tại vì có một số bạn thắc mắc là tại sao cái món chay của nhà Hạnh thì có dùng tỏi đó, thì Hạnh cũng giải thích luôn. Ăn tỏi thì không có cái chùa hay là cái nội quy nào mà cấm cái người ăn chay ăn tỏi hết cả nhà, cho nên là tùy mỗi người thôi. Thì trước tiên thì mình sẽ đi làm cái phần sốt để mà mình trộn vô trong cái sợi bún cả nhà. Thì Hạnh sẽ cho vô trong cái phần sốt này là khoảng chừng 3 muỗng canh dầu ăn. Tại vì mình cần cái lượng dầu ăn hơi tương đối hơi nhiều một tí á, để mà mình làm cho cái sợi bún nó không có bị dính vào nhau á, nó rời á, cho nên là mình cần cái lượng dầu tương đối nhiều. Sau thì mình sẽ cho tỏi vô, mình phi thơm lên. Ngoài tỏi thì mình cũng có thể phi hành tím nè, hoặc là hành bơ rô cả nhà. Tại vì không phải là ở đâu cũng có hành bơ rô đó, cho nên là nhà Hạnh ăn chay vẫn ăn tỏi hành bình thường, tỏi hành ớt ăn bình thường luôn. Ở quê thì khó tìm được hành bơ rô lắm nha cả nhà, ở thành thị thì dễ ha, chợ nào cũng có bán, còn ở quê là hầu như là không tìm được, hoặc là nó cũng sẽ bị mắc đó. Mình sẽ phi cho cái tỏi rồi nó vàng thơm lên. Riêng bản thân Hạnh thì Hạnh thấy mình ăn chay thì cứ thể thực vật là mình ăn thôi, không phải là động vật là mình ăn thôi. Chứ còn hành tỏi, hành bơ rô thì nó cũng là hành, nó đâu có khác biệt gì so với hành lá đâu cả nhà. Mà tại sao mình lại ăn hành bơ rô mà mình không ăn hành lá, đó là một sự vô lý theo cá nhân Hạnh nha, theo quan điểm của Hạnh nha. Còn như cả nhà muốn ăn chay kiểu gì đó thì tùy mỗi người thôi. Ở sau khi mà cái tỏi này nó hơi vàng như thế này nè thì mình sẽ tắt bếp luôn nha cả nhà. 1 kg bún gạo thì bây giờ Hạnh sẽ cho vô trong này là 3 muỗng canh nước tương. Hai muỗng canh tương ớt. Ở cái lượng tương ớt này thì mình có thể gia giảm theo cái độ ăn cay của gia đình mình. 2 muỗng canh đường và khoảng chừng nửa muỗng cà phê bột ngọt. Sẽ bật bếp lên mình nấu cho cái phần gia vị này nó tan ra.
Sau khi mà mình làm tan cái gia vị này ra rồi thì mình sẽ nếm lại xem là cái nó đã vừa ăn với cái khẩu vị của gia đình mình hay chưa nha. Tại vì mỗi một cái loại nước tương thì nó sẽ có cái độ mặn nhạt khác nhau đó cả nhà, và tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình mình nữa. Nếu mình thích ăn cái sợi bún đậm đà thì mình sẽ làm cho cái nước sốt này nó hơi đậm đà một tí. Còn nếu như mình thích cái vị nó thanh thanh đó thì mình sẽ nêm cho nó hơi nhạt nhạt một tí. Tại vì mình trộn cho nó có gia vị trong cái sợi bún thôi, nhưng chứ thật ra lúc ăn thì mình cũng sẽ chan nước tương đó, cho nên là mình cũng không có cần phải nêm cho nó quá đậm đà. Chỉ cần nấu cho nó tan là được rồi nha cả nhà, không cần phải nấu quá lâu đâu. Hạnh sẽ cho vô trong này là khoảng chừng nửa muỗng cà phê muối nữa, để cho cái vị nó đậm thêm một tí nữa nha cả nhà. Nếu như mình có hạt nêm chay á thì mình sẽ dùng một muỗng cà phê hạt nêm chay. Tại vì nhà Hạnh hôm nay hết hạt nêm chay rồi, cho nên là Hạnh cho muối. Mình sẽ cho lên bếp một cái chảo hay một cái nồi gì đó để mà mình trụng cái phần bún của mình. Và chờ cho cái phần nước nó sôi thì ở đây Hạnh sẽ cắt mỏng những cái miếng đậu hũ của mình để lát nữa mình đi chiên. Thường thì ở quán người ta bán đó cả nhà, thì người ta sẽ không có chiên cái phần đậu hũ này đâu. Người ta mua cái miếng đậu hũ chiên vàng sẵn đó, và người ta cắt lát mỏng lên, người ta để nguội vậy đó, người ta cắt lát mỏng là người ta cho lên cái phần bún xào thôi. Thì Hạnh thấy ăn như vậy nó không có ngon. Nó vừa không có nóng cái miếng đậu hũ mà nó không có ngon, nó không có thơm. Cho nên là ở đây thì Hạnh sẽ chiên những cái miếng đậu hũ của mình để cho nó rám một cái màu vàng xung quanh đó. Xung quanh nó sẽ giòn, ở bên trong thì nó mềm. Và khi mà mình cho trong bún mình trộn chung thì nó không có bị gãy nát, giống như là cái miếng đậu hũ mà mình mua về mình cắt ra thôi, thì khi mà mình trộn vô trong bún thì nó sẽ dễ bị gãy, bị nát lắm. Nước nó sôi thì mình sẽ cho bún vô để mình trộn. Nước sôi thì mình mới cho bún vô nha cả nhà. Sẽ trụng từng gói trước. Khoảng 3 phút cho cái sợi bún của mình nó chín đó, thì mình sẽ đổ ra rổ. Mình sẽ xả nước lạnh để cho cái sợi bún của mình nó dai hơn, cũng như là nó tơi rồi hơn. Sẽ đi chiên vàng cái phần đậu hũ mà hồi nãy mình đã sắt xong đó cả nhà. Hôm nay là ngày 15, cho nên là mẹ của Hạnh ăn chay, ăn sẵn xào cái món làm cái bún trộn chay này cho cả gia đình ăn chung luôn. Cái cách làm này ở cả nhà thì tất cả mọi người đều sẽ làm được, kể cả những cái bạn mà ít vào bếp, không có cái sự thành thạo đó, cái bếp núc đó, thì mình cũng làm được nha. Tại vì bún mình trộn xong thì mình sẽ trộn gia vị đó, cho nên là nó rất là dễ, chứ không có cho lên trên bếp mà xào thì nó sẽ bị cái sợi bún nó dính chảo nè, hoặc là nó bị gãy sợi bún á. Với cái cách trộn này thì rất là dễ làm luôn, nhanh nữa. Các bạn ít vào bếp sẽ không có bị lúng túng. Chứ mà mình mà xào bún hay là xào hủ tiếu gì mà mình cho lên trên chảo mà nó bị hủ tiếu bún gì nó dính vô trong chảo là rối lắm, làm không có được luôn, làm hồi hư luôn. Đó, mình chỉ cần chiên cho nó vàng hai mặt là được. Thời gian mà chờ cho cái phần đậu hũ của mình nó vàng á, thì mình sẽ đi cắt cái phần mì căng này. Mình cắt sao cũng được, có thể mình thích cắt lát thì mình cắt lát, hoặc là mình thích cắt sợi thì mình cắt sợi. Vì ở đây thì Hạnh sẽ cắt sợi nha, để cho nó tương xứng với lại cái phần bắp cải là của cà rốt. Mình sẽ cắt lát mỏng ra. Xong rồi sau đó mình sẽ sắc lại sợi dài. Mình cũng đừng có sắc mảnh quá, mảnh quá thì nó dễ nát đó. Mình sắc cái sợi dài như thế này, rồi mình sẽ lần lượt mình sắc cho tới hết cái lượng mì xăng của mình nha. Tiếp theo thì mình sẽ đi làm nước tương. Mình sẽ cho vô trong đây là 3 muỗng canh đường. Tùy theo cái lượng nước tương của mình làm nhiều ít mà mình sẽ gia giảm nha cả nhà. Ở đây thì Hạnh sẽ làm nước tương nhiều một tí, tại vì Hạnh xào cái phần bún rất là nhiều. Mình sẽ cho vô trong này là 8 muỗng canh nước tương. Và
2 muỗng canh tương ớt. Lượng tương ớt này mình cũng có thể gia giảm. Mình sẽ cho thêm 4 muỗng canh nước lọc. Và 1 muỗng cà phê muối. Nếu như mình có hạt nêm chay thì mình dùng hạt nêm chay thì nó sẽ ngon hơn là cho muối nha. Nên nhà mình hết hạt nêm chay rồi. Mình sẽ trộn đều cho cái phần đường và muối nó tan ra. Rồi mình sẽ nếm lại. Thì mình thấy cái nước tương nó đã vừa ăn rồi. Mình sẽ cho cái phần tỏi ớt vô luôn. Đó, bây giờ cái tô nước tương rất là hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Mình đã chiên vàng xong rồi nè cả nhà, mình chiên cho nó vàng hai mặt như thế này là được rồi. Cũng sẽ dùng cái chảo mà hồi nãy mình chiên đậu hũ đó cả nhà, mà mình sẽ đi xào cái phần mì căn luôn. Cái dầu còn vương ở trong cái chảo thì mình để sử dụng luôn, mình không có cần phải thêm dầu nữa. Mình sẽ cho vô trong này một tí xíu tỏi băm nè, mình sẽ xào cho các phần tỏi của mình nó vàng thơm lên. Hạnh làm bếp á, thường á là Hạnh rất là kiểu như là tận dụng những cái dụng cụ á, không có làm dơ quá nhiều dụng cụ cả nhà. Mình sẽ cho cái phần mì căn vô nè. Cái nào mà mình sử dụng được nhiều lần đó thì mình cứ dùng để sử dụng nhiều lần, chứ mỗi lần xào nấu cái mình lấy cái chảo, lấy cái nồi, lấy cái tô, lấy cái dĩa, lát nữa là rửa ra một đống luôn, rất là mệt mà nó lại lãng phí xà bông như kia nữa. Chị cho mì căn này nó có một tí vị luôn nha cả nhà. Mình sẽ cho vô trong này là khoảng chừng 2/3 muỗng cà phê đường, chút đường thôi, một xíu siêu muối nè, khoảng chừng 1/4 muỗng cà phê muối. Và nếu có ăn bột ngọt thì mình cũng cho vô trong này một xíu bột ngọt luôn để cho nó điều vị lại. Rồi mình trộn đều lên cho cái phần gia vị của mình nó tan, nó thấm vào trong cái mì căn là được rồi đó. Mình tắt bếp được rồi đó cả nhà. Thế là mình chỉ xào cho cái mì căn này nó nóng lên và nó có một tí gia vị thôi, tại vì cái bản thân của mì căn này nó đã chín rồi đó cả nhà. Mì căn này là người ta dùng cái tàu hủ kia lá đó cả nhà. Người ta ngâm cho nó nở mềm ra, xong rồi người ta cắt nhuyễn hoặc là xay nhuyễn gì cũng được. Xong rồi người ta nêm nếm gia vị ở trong đó. Người ta xào lên, người ta nêm nếm gia vị cho nó vừa ăn. Xong rồi người ta lại cho vô trong cái bao ni lông á, người ta bó lại thành một cái cây dài dài giống như hồi nãy lúc mà anh chưa sắt đó. Xong rồi người ta mang đi hấp. Hấp thì nó sẽ kết dính lại, nó thành một cái khói như thế này. Đó, sau đó người ta bán cho mình. Thì mình sẽ đi xào cái phần cải và cà rốt. Mình sẽ cho vô trong chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Mình cũng cho một ít tỏi băm vô để mà mình phi thơm luôn. Có người người ta ăn chay, người ta còn ăn cả trứng gà công nghiệp nữa đó cả nhà. Nhưng mà riêng bản thân Hạnh thì Hạnh không có đồng ý với cái quan điểm đó. Tại vì trứng thì nó đã là phạm trù về động vật rồi. Ăn chay mà ăn động vật nghe có vẻ không hợp lý. Còn ăn hành tỏi thì Hạnh thấy bình thường. Đó, sau khi hành tỏi nó vàng rồi đó thì mình sẽ cho cái phần cải vô, xào lên. Mọi người đừng có nghĩ là nhiều nha, tại vì lát nữa mình xào lên nó là nó kẹt xuống, nó không còn như thế trơn á. Mà khi mà mình ăn món chay thì mình nên cho nhiều rau cải như thế này nè thì nó sẽ đỡ ngán hơn. Mình sẽ nêm vô trong cái phần cải của mình là 1 muỗng cà phê đường. Xin lỗi cả nhà, 1 muỗng canh đường. 1 muỗng cà phê bột ngọt. Cái lượng cải rau, cải và cà rốt của Hạnh ở đây là khoảng chừng 1 kg nha cả nhà. Cái lượng nó tương đối nhiều. Và 1 muỗng cà phê muối. Mình sẽ xào cho cái phần rau cải này nó vừa chín là được rồi. Nó vừa chín thì nó sẽ có cái độ giòn và mình giữ được cái màu đẹp. Nếu mà mình xào chín quá thì nó mềm, ăn nó sẽ rất là ngán và khi đó cái màu nó cũng không còn tươi nữa cả nha. Nấu trên lửa lớn để cho cái phần rau cải của mình nó
cách bị ra nước nhất có thể nha. Cho cái cọng cải và cái cọng cà rốt của mình nó xẹp xuống, nó trong trong như vậy là được rồi đó cả nhà. Và mình sẽ nêm gia vị lại xem là đã vừa với khẩu vị gia đình mình hay chưa nha. À, cuối cùng thì anh sẽ cho một ít cần tàu và hành lá vô. Cái món cần tàu nó sẽ rất là hợp trong những cái món xào đó cả nhà. Nó thơm dậy mùi lắm. Còn có người thì người ta cũng không có thích ăn cái mùi cần tàu. Mình không thích thì mình dùng hành lá thôi cũng được. Hành lá, ngò rí. Sau khi mà mình cho cần tàu và hành lá vô đó thì mình chỉ cần đảo lên một cái nữa là mình tắt bếp được rồi. Cái độ nóng của cái phần cải rau này nó sẽ làm cho cái phần hành của mình nó chín mà nó giữ được cái màu xanh. Mình đừng có để lửa nữa. À, thì ít nhiều gì cái phần rau cải nó cũng ra nước nè. Thứ nhất là nước ở trong cái rau cải nó tiết ra, thứ hai là do trong quá trình mình rửa đó thì nó đọng nước á. Thì bây giờ mình sẽ đổ cái phần rau cải này ra cái rổ để cho nó thật là ráo nước nha. Nếu không nó sẽ làm cái sợi bún của mình nó bị nhão á. Bún mình đã xả nước lạnh là mình để cho nó ráo nước rồi nè. Thì mình sẽ đổ bún ra một cái thau lớn lớn cho nó dễ trộn. Đũa đó mình dàn dàn cái bún nó ra cho nó tơi tơi ra cả nhà. À, cái này cả nhà lưu ý là lúc nãy khi mà mình trộn bún xong á, rồi mình xả nước lạnh bún rồi đó, thì mình để chút xíu thôi cho nó ráo nước rồi mình trộn cái phần gia vị vô liền á, thì nó sẽ đỡ bị dính nha. Tại vì hồi nãy giờ anh quên á, lo làm mấy cái khâu kia để cái bún này nó lâu quá thì nó sẽ bị dính lại với nhau. Đó, mình đừng có mình xả nước xong rồi mình cho gia vị cái sốt hồi nãy mình nấu á, mình trộn liền vô thì nó sẽ đỡ dính. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần gia vị vô nè. Cái phần sốt mà hồi nãy mình nấu đó cả nhà, mình sẽ cho vô từ từ thôi, mình đừng có cho hết một lần. Ở đây anh thấy cái lượng bún nó nhiều nè, mà cái nước này nó cũng không có nhiều mấy cho nên là anh cho hết luôn. Cho sốt vô thì mình sẽ đeo bao tay để mà mình trộn cho nó dễ nha cả nhà. Mình sẽ trộn cho cái bún này nè nó thấm đều cái sốt. Mình vừa trộn thì mình cũng sẽ vừa xé xé nó ra cho nó tơi rời ra. Sau khi mà trộn xong thì mình có thể ăn thử xem là cái sợi bún của mình nó đã vừa hay chưa nha cả nhà. Thì đối với cái gia vị này thì cái sợi bún của Hạnh nó chỉ có vị nhẹ nhẹ thôi, nó không có quá đậm đà. Tại vì cái phần rau xào thì mình cũng đã nêm gia vị rồi nè, cái phần mì cà thì mình cũng đã nêm gia vị rồi luôn. Và mình sẽ ăn với lại nước tương nữa, cho nên là mình không có làm quá đậm đà. Mình thấy như vậy là rất là vừa rồi nè. Thì đó, cái cách trộn như thế này là rất là dễ luôn cả nhà. Mình không có sợ nó bị dính cái sợi bún vô trong chảo nè. Rồi mình không có sợ là mình trộn nó không có đều ở trên chảo thì nó sẽ không có thấm đều gia vị nè. Rồi cái sợi bún khi mà mình đảo nhiều quá ở trên bếp á, nó vừa dính vô chảo mà nó vừa bị gãy nữa. Thì đó, cách trộn này rất là dễ làm. Ở ngoài bún gạo ra thì mình cũng có thể áp dụng với lại mì trứng hoặc là, xin lỗi cả nhà, là món chay. Mì vắt á, mì vắt chay hoặc là mì gói cũng đều được hết luôn. Thì sau khi mà trộn như thế này rồi nè cả nhà, thì bây giờ mình sẽ cho cái phần rau cũng như là đậu hũ và mì căn vô. Thì nó sẽ có hai cách. Người ta bán thì người ta sẽ không có trộn cái phần rau cải đó vô chung đó cả nhà. Người ta sẽ phủ lên trên này một lớp rau, rồi người ta lại phủ một cái lớp đậu hũ và cái phần topping ăn kèm lên. Có người thì người ta sẽ chiên chả giò chay nữa. Tức là người ta không có trộn, người ta để trên mặt thôi. Rồi người ta khi mà bán thì người ta sẽ gắp một ít bún, rồi một ít rau, một ít topping gì đó. Còn như ở nhà mình ăn thì mình thích trộn thì mình trộn, hoặc là mình thích bài như cách hồi nãy anh nói á, là mình phủ lên trên thôi. Rồi ai ăn cái gì thì gắp cái đó cũng được luôn, sao cũng được hết á. Và mình nhớ mình để cho cái phần rau cải của mình nó ráo nước rồi mình hẳn cho vô trong bún nha. Không mà cái sợi bún của mình nó sẽ bị nhão đó cả nhà. Tiếp theo là mình sẽ cho cái phần đậu hũ vô nè. Mình sẽ cho cái phần mì căn xào vô nè. Đó, thì bây giờ đó xong rồi thì mình thích trộn. Mình thích trộn cho tất cả những cái nguyên liệu này nó hòa quyện với nhau luôn cũng được. Hoặc là mình để như vậy, ai thích ăn gì gấp cái đó cũng được. Mình cho cái phần bún này ra dĩa nè cả nhà, để cho nó dễ ăn hơn ha. Mình sẽ cho một ít bún nè. Mình sẽ phủ lên trên này một ít cái phần rau cải xào.
mình để riêng vậy thì nó cũng dễ cả nhà. Tại vì rồi sẽ có những người, người ta không thích ăn một cái món nào đó thì người ta chừa ra, người ta không có cho vô chung chung vô dĩa. Đó, mình sẽ cho tàu hũ lên nè, mì căng nè, mình chỉ cần trang trí thêm một ít cái phần ngò này nè để cho nó thơm và khi nó đẹp nữa đó. Vậy đó, mình sẽ chan cái phần nước tương này lên là mình ăn được rồi. Rất là nhanh và đơn giản, mình đã có một cái món chay cho gia đình mình cùng thưởng thức ha. Đặc biệt là những cái bạn nào mà ít vào bếp, nói chung là không có khéo bếp núc á, thì vẫn làm được cái món bún trộn chay này nè, thơm ngon hấp dẫn luôn. Và chúc các bạn thành công nè. Chúc mọi người có một ngày ăn chay an lạc. Và cảm ơn cả nhà đã xem clip. Hẹn gặp lại cả nhà ở những clip sau. Mong được cả nhà ủng hộ bằng cách like video, đăng ký kênh, cũng như là chia sẻ kênh đến người thân và bạn bè để Hằng có động lực làm thêm những video sau hay hơn nữa, hấp dẫn hơn nữa, chia sẻ đến cả gia đình mình nha. Và mọi người cũng đừng có quên cho Hằng xin một cái góp ý, cũng như là có một cái sự khuyến khích nào đó để giúp cho Hạnh rút kinh nghiệm để hoàn thành những cái video sau ngày càng hoàn thiện hơn nữa nè. Và cả nhà đã đăng ký rồi thì cũng cho Hạnh xin ấn vào nút cái chuông để khi có clip mới thì YouTube sẽ thông báo ạ. Tạm biệt cả nhà. Cái món xào như thế này nè cả nhà, đặc biệt là món chay thì Hạnh rất là thích ăn nhiều rau cải luôn. Đó, mình ăn rau cải vô nó giòn giòn, nó ngọt ngọt, nó rất là thanh đạm. Mặc dù là Hạnh không có ăn chay nhưng mà lâu lâu thì cũng thích ăn món chay, ăn cho nó vui á. Ăn chay đụng, đụng gì ăn đó. Lâu lâu mình đổi vị ha, mình nấu món chay cho gia đình mình ăn nha. Ăn nhiều rau ngon. Nước tương cũng vừa ăn lắm cả nhà. Mình thích ăn đậm đà, mình chan nhiều một tí. Cái phần tàu hũ á, khi mà được chia lên như thế này nè thì mình sẽ trộn thoải mái luôn, không có sợ nó bị nát. Giống như là tàu hũ mà mình sắt ra mình cho vô không á thì nó mềm lắm, nó dễ nát lắm, mà nó cũng không có ngon nữa. Mình chia lên vậy thì nó rất là ngon. Bây giờ thì tạm biệt cả nhà, mình sẽ ăn tiếp cái dĩa bún của Hạnh nha.